Xin chào các bạn đã quay trở lại với cái video ngày hôm nay của mình nha. Thì hôm bữa lúc mà mình làm cái video mà mình gỡ cái bộ máy AMD của mình ra đó, thì mình có cho các bạn coi là cái bộ tản nhiệt, cái quạt tản nhiệt CPU của mình đó. Đây, quạt tản nhiệt CPU của mình đây nè, quạt màu đỏ đó các bạn ha. Đó. Thì mình có cho các bạn coi, thì mình nói là cái quạt này á, nó là cái quạt có LED. Cái quạt có LED nha, chứ không phải là cái quạt không có LED đâu. Đấy. Thì có một số bạn nói mình là thằng này ngu vãi. không phân biệt được là quạt nó sơn màu lên hay là quạt có LED. Đấy. Thì chắc mình nghĩ là do là các bạn đã quen xài những cái quạt mà LED RGB đời mới bây giờ đó. Nó gọi là cái LED ring ấy, cái LED ring có nghĩa là cái LED tròn. Khi mà bạn mở mở quạt lên á thì cái LED nó chạy vòng tròn luôn, nó rất là đẹp. Và cái hiệu ứng của nó là cái hiệu ứng RGB, thì nó chạy tròn 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 luôn, chạy mượt lắm, nhìn nó rất là mượt, smooth lắm, chứ nó không có phải là một màu như của mình đây. Đó. Thì đây nè, cho các bạn coi nè. Đây các bạn nhìn cái quạt này. Đấy. Thì thực sự á, là khi mà nhìn vô cái quạt này á, các bạn cũng rất là dễ hiểu lầm. Các bạn tưởng là nó là cái quạt mà người ta chỉ phun màu lên, chứ không phải là cái quạt có LED. Nhưng mà thực chất là nó có LED đó các bạn ạ. Nó có LED nha, chứ không phải là không có LED đâu. Các bạn nhìn này, những cái chỗ này này. Những cái vị trí này này, là những cái vị trí mà người ta hàn con LED vô đó. Và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở đây là có những cái dây điện nhỏ nhỏ đây này. Đấy, ở đây nó có đèn LED ở đây nha các bạn nha, chứ không phải không có LED đâu. Và cái màu này á, người ta phun lên chẳng qua là để cho nó tạo ra cái hiệu ứng màu cho nó đẹp. Chứ thôi nếu mà có LED á, có LED mà nó không có màu á, thì nhìn nó cũng bình thường lắm các bạn. Nó chả có cái gì mà đặc biệt hết. Đó, thì hôm nay mình làm cái video này á, để mình muốn làm sáng tỏ cái điều này cho các bạn biết nha. Để cho các bạn biết là cái quạt này là quạt có LED thật, chứ không phải là quạt người ta chỉ có phun màu lên không đâu. Cái quạt mà phun màu lên không thì mình cũng chả thay quạt này vô làm gì, bởi vì các bạn biết không, cái quạt này thực chất ra nó chạy yếu lắm, nó chạy yếu hơn cái quạt zin của cái bộ tản nhiệt của nó rất là nhiều. Thì cái bộ tản nhiệt này là của Cooler Master, mình mua của Cooler Master, hồi đó mình mua cái giá là 250.000. Đó, thì cái quạt của nó, cái quạt zin của nó chạy rất là êm, mượt, chạy nhanh nữa, tốc độ cao lắm. Còn cái quạt này ấy, chạy vừa yếu vừa kêu to đấy. Nhưng mà các bạn biết sao, hồi đó đó là khoái cái là nó có cái màu đỏ đỏ đấy, cái màu đỏ đỏ, và ở trong nó có cái đèn led ấy, do nó trong có cái đèn led cho nên là khi mình mở lên thì cái đèn led này nó phai vô cái màu đỏ này thì nó tạo thành một cái hiệu ứng rất là đẹp đấy, cho nên mình phải thay cái quạt này vô thôi. Cái quạt này các bạn biết không, có nhiều đâu, hình như là có 10 ngàn hay 15 ngàn à. Mình mua hồi đó có 10 ngàn hay 15 ngàn à. Bây giờ nó giống như là cái đồ cho ấy. Đồ cho mình hay gọi vui là cái đồ ve chai đấy. Đấy. Thì mình nói ve chai như vậy là nhiều người lại vô hả, chứ mẹ nó đồ, nó cái đồ mua mà nó cứ bảo là đồ ve chai. Chắc là đang quảng cáo cái vựa ve chai của nó hay sao á. Thì không phải đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ mở thử cho bạn coi này, để các bạn biết được là nó là có LED thật hay không nha. Đây thì hôm nay mình không có dùng cái tô vít huyền thoại nữa, mà mình sẽ dùng cái chìa khóa điện thoại đây. Rồi mở cho bạn coi nha. Giờ kích nguồn này, đây quay gần vào cho bạn coi luôn là kích nguồn này. Đấy, bây giờ mình sẽ kích nguồn nha, cho quạt nó quay này. À quên, chưa cắm nguồn bạn ơi, sorry nhá, quên chưa cắm nguồn. Ok bạn chờ tí mình cắm nguồn nha. Rồi cắm nguồn rồi, giờ kích lên cho bạn coi nha. Này, làm mất thời gian quá, các bạn khác lại vô chửi bảo nó làm video nó tan câu thời gian không. Này, kích lên này. Đó, nhìn này. Đó, các bạn nhìn kỹ nha, xem là nó có led hay không nha. Đó, máy nó chạy, nó cực tít rồi. Đấy, các bạn thử coi thử xem nó có led hay không, hay là không có led. Đó. Đấy, các bạn chờ tí nha, mình sẽ quay cho các bạn coi. Đấy. Bây giờ mình tắt máy đi, mình mở lại này. Đấy, bạn nhìn này nha.
nó không có đèn này, lúc mà nó chưa chạy nó chưa có đèn này ha. Là mình quay bằng tay cho bạn coi này, nó đâu có đèn đâu. Nhìn nó đen thui à. Nhưng mà khi mà mình kích nguồn lên á, nó có điện này bạn nhìn này. Đó bạn nhìn này. Mặc dù á là cái đèn nó không có sáng lắm đâu, nhưng mà nhìn nó rất là ảo diệu nha. Đấy các bạn nhìn từ ở bốn cái góc của nó đó. Bạn sẽ thấy cái đèn của nó sáng lên. Đó, nhìn nó rất là ảo diệu nha. Và cái này khi mà bạn phải gắn vào trong cái cây cơ, cái thùng máy á, nó tối tối thì bạn mới nhìn thấy được ánh sáng của nó. Đấy, bây giờ cho các bạn nhìn này, ở những cái góc này này, các bạn nhìn ở những cái góc này này. Đấy, thấy cái đèn nó sáng lên này ha. Đấy, cái đèn LED nó sáng lên này. Đó. Thì các bạn biết không? Ngày xưa cái công nghệ đèn, cái fan mà LED ấy, nó chỉ được như này thôi. Chứ nó làm sao mà được như những cái fan LED RGB bây giờ được. Fan LED RGB bây giờ bạn mua có tệ lắm phải 100 ngàn cái. Cũng thôi phải 200. Có nhiều cái mấy trăm ngàn luôn. Đó, giá thành nó cao như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng rất là đẹp. Đó, còn những cái fan này có 10 ngàn, 15 ngàn mà mua từ cách đây cả chục năm trước là làm sao mà đẹp được. Rồi thì tiện đây á, cũng có một số bạn nói mình là hôm bữa mình mua cái máy ve chai 150 ngàn ấy. Thì thấy là trong cái máy này nó cũng có mấy cái fan, có đèn LED khá là đẹp luôn. Mà không có thấy mình bỏ ra ngoài để cho các bạn coi. Và các bạn này muốn là mình là bây giờ thử gỡ cái fan này ra. Rồi cắm vào thử cho các bạn xem coi xem là cái fan này nó có gì hay không, có gì đẹp không, hấp dẫn không. Rồi thì tiện thể hôm nay thì mình sẽ gỡ luôn cho các bạn coi. Đây cho các bạn coi nè, đây là cái máy ve chai của mình đây nè, mình đang để ở đây đó. Thì nó có mấy cái fan đây nè, một cái hai cái, rồi có thêm cái fan ở phía đằng trước nữa. Thì bây giờ mình sẽ gỡ thử một cái fan đây này cho bạn coi. Thôi khỏi gỡ đi, mình cầm nguyên cái miếng này luôn nè. Đấy các bạn nhìn đây này. Hãy cầm nguyên cái miếng của cái thùng máy luôn. Nó có cái hai cái fan đây này. Đó, giờ mình sẽ mang ra kia mình cắm thử cho bạn coi nha. Đây. Ha, nhìn này. Ha. Đấy, giờ mình sẽ đưa đây này, mình cắm thử cho bạn coi. Rồi bạn chờ tí nha, để mình để cái máy quay ra đã rồi mình sẽ cắm cho bạn coi. Đây bạn chờ tí nha. Hello các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cắm thử cái led này vào cho các bạn coi thử nha, cái fan này cho các bạn xem thử coi xem là cái đèn này nó như thế nào. Đây các bạn chờ một tí nha. Ê, làm mấy cái này mình cứ đụng câu hỏi nào các bạn thì mình làm theo cái câu hỏi thôi, cho nên là hơi mất thời gian. Thì các bạn chịu khó nha, tại mình cũng không có nhiều thời gian để mình chuẩn bị những cái câu hỏi này, cho nên là mình cứ đụng đâu mình trả lời đó thôi. Đây chứ không thôi nhiều bạn không biết vô chửi ung sùm lên thì tội nghiệp mình lắm. Rồi sao cắm khó ta. Khít quá các bạn ạ. Khít quá. Lô các bạn. Lên nào này các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè. Thì hiện tại giờ mình chỉ cắm một cái thôi. Nó có hai cái mình cắm một cái à, anh nhìn nè. Thì cái quạt này á nó có bốn đèn, bốn màu, nhìn nó đẹp hơn cái quạt CPU của mình ha. Nó bốn màu, đây là màu xanh lá, màu vàng, xanh dương, đỏ. Đấy thì thằng này nó đúng là RGB luôn đó. Này red nè, rồi green blue đấy. Rồi bonus thêm màu vàng nữa. Đó các bạn nhìn này. Nhìn cũng đẹp đúng không? Đó.
thì mình sẽ có thể là mình sẽ lấy quạt này ra mình chế chậm chơi cho đẹp đó nhỉ. Đó. Đó thì cái quạt này các bạn nhìn cùi cùi vậy thôi chứ vào cái thời điểm mà ráp những bộ máy này thì cái quạt này nó cũng phải có giá là mấy chục ngàn đó nha, chứ không phải rẻ đâu, mấy chục ngàn đến trăm ngàn á, nhưng không có rẻ đâu. Đó, bây giờ thì nó cùi bắp rồi, bây giờ quạt RGB nó ra nhiều đẹp rồi thì nó cùi bắp rồi. Rồi ok thì hôm nay mình làm video này thì mình chỉ muốn trả lời câu hỏi cho các bạn về một số cái vấn đề như vậy. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu biết thêm những cái thông tin về những cái quạt này nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.